600 mấy mà em bán được có 300 mà. Ừ. Dạ thành ra cá thịt còn ế. Nên là nữ em thấy nồi thịt kho bự quá mà. đúng anh Đồng. Còn lại là 9.916.000 đồng thì em sẽ gửi cho chị chẳng là 10 triệu đồng ha. Đây chị nhận giùm em. Và tiền bà Mã Xiến có lì xì để làm cái lọc là 100 đô. Thì cái này là em gửi cho chị coi như là giữ làm cái lọc. Khi nào gặp khó khăn nhất thì hãy đến ngân hàng á, thì mình có thể mình đổi ra để mà mình sử dụng. Nhưng mà em mong rằng đây là cái tờ tiền mà chị sẽ không bao giờ sử dụng đó. Tại sao này là khi được giúp đỡ thì chị sẽ thoát khó khăn rồi. Hôm nay thì anh em của tụi em lại gặp gia đình của mình. Yeah. Ở trong một cái không gian nó tại ngay địa điểm này. Nhưng mà cái không gian này bây giờ nó khác hơn. Chị còn nhớ là ngày mấy anh em của tụi em lại gặp chị là cách đây bao lâu rồi? Nhớ không? Dạ, em cũng nhớ. Không nhớ. Cũng nguyên gia đình ngồi trên một cái giường nó rất là sập sệ, đúng anh Một Đồng? Đúng rồi. Rất là sập sệ. Mà một buổi chiều đó, một buổi chiều muộn nữa. Mà lúc đó chị Hương lại đi làm. Rồi em đi làm. Làm công ty. Bây giờ thì khoảng đến từ thời điểm đó đến giờ khoảng 20 ngày quay trở lại đây. Thì cái cảm xúc gia đình của mình bây giờ ngồi trong một cái ngôi nhà như thế này nó có khác ngôi nhà xưa nhiều không? Dạ khác nhiều anh. Khác sao? Dạ nó đẹp hơn. Chị có thể miêu tả cái cảm xúc của mình khi mà đêm đầu tiên chị cùng gia đình mình á ngủ trong ngôi nhà như thế này, chị và các bé như thế nào? Dạ em mừng lắm. Tại em không có nghĩ là được ngôi nhà như vậy đâu. Ừ. Rồi vợ chồng em cũng thích nhìn chứ. Ừ. Sợ ngôi nhà này nó gớt mấy miếng này xuống thì sao? Khi em ngủ em cũng nhớ là cái nhà cũ á. À. Dạ. Em nhớ một cái câu rất gõ là chị nói là lúc mà ngủ trên giường này nè. Dạ. Và cái miếng vách á, vách lá nó gớt xuống luôn. Dạ nó gớt xuống rồi sáng ảnh với em cuột lên. Cuột lên. Rồi bây giờ có còn giữ cái miếng bạc ở trên nóc nhà nữa không? Dạ còn, em còn giữ. Còn giữ. Dạ. Anh còn cái cảm xúc của anh thì như thế nào? Dạ em mừng, ngủ đâu được rồi. Dạ hả? Thức sáng đêm, đêm đầu tiên coi như là thức sáng đêm. Đi ra đi vô. Ừ, còn các bé là sao? Bé Thư thì sao? Thư thì sao? Con ngủ ở nhà này nó mát không? Mát không con? À, mát, đúng rồi. Mát không trả lời đi. Lộc, giờ bé Lộc. Lộc, con ngủ ở nhà thấy mát không? Con ngủ trong ngôi nhà này như thế nào bé Lộc? Quần gốc. Ở ngôi nhà này ba mẹ mình tự cắt hay là mấy cô chú tặng? Mấy cô chú tặng. Sao con biết là mấy cô chú tặng? Mẹ nói. Mẹ con nói sao? Mẹ nói nhờ gì? Nhờ cô chú mà thương quân giúp đỡ gia đình con. Nhờ cô chú mới cho con cái nhà. Lúc đầu ngủ ở trong này con có ngủ được không Lộc? Được. Ngon không? Ừ, so với ngôi nhà cũ của con á thì nó ấm hơn nhiều không? Nhiều. Ừ, có thể ấm như thế nào, có thể nói cho các chú biết được không? Ngày xưa con ngủ ở trong cái ngôi nhà nhỏ á thì nhà của mình cửa nó không kín đáo mà cứ sập sệ à. Thì lúc đó con sợ. Dạ sợ. Con sợ nhất là gì? Sợ gió trời mưa rồi nó sẽ sập ngôi nhà mình xuống luôn. Còn ngày hôm nay? Ngày hôm nay con còn sợ không? Không. Vô đây ngủ không được là một chuyện à. Cái cảm xúc của anh như thế nào? Con mừng á, anh vô cái ngủ đang ngủ, giật mình về đây khác. Dạ, yeah. Mơ. Cái gà đó ngồi. À. Ngồi cái vô ra. À. Mình có nghĩ rằng là mình sẽ được hỗ trợ ngôi nhà như thế này không? Dạ, không nghĩ được như vậy. Còn chị? Em không ngờ đâu anh. Dạ, em mừng lắm luôn. Chứ có lẽ mừng nhất là bé Thư, nhưng mà tại vì các bé đó ngày tiếp xúc thành nữ là không có nói chuyện nhiều. Dạ. Nên thành nữ là cũng thương lắm. Mà mấy ngày nay chị buôn bán là như thế nào? Chia sẻ cô bác dạ, chị biết. Dạ, ngày đầu em bán cô chú ở đây là người mở hàng cho em. Bán được ngày đó. Ừ. Qua ngày sau bán cũng thấy ổn.
Cái mấy bữa sau nữa cái em lỗ. Hôm qua em lấy 600 mấy mà em bán được có 300 mà. Dạ thành ra cá thịt còn ế. Nên thành thử em thấy nồi thịt kho bự quá mà. đúng anh Đọc. Chị lấy thịt gì nói em nghe với. Dạ. Lấy thịt gì? Dạ em lấy sườn với ba gọi. Nhưng mà chị nói thương lắm. Chị nói là chị bán ký là có 5.000 à. Mà chỉ cần cân lệch 100g thôi là lỗ. Đúng không anh Đọc? Đúng rồi. Đúng không? Chị lời nhiều hơn tí xíu nữa 50.000 đi. Đúng không anh Đọc? Lời quá người ta không mua. Không mua. Người người ta có nói gì không? Chị đi bán người ta có nói gì không? Dạ người ta nói sao không mua cái lo, nhiều khi chạy tới nhà rồi không có người ta ở sau không có ai hay. Dạ. Rồi chị có gao thử không? Dạ có. Nhưng gao sao? Nhưng, dạ cá tép gao cải không. Có lấy ngang nhà của người ta đóng cửa mình gần là chị ơi mua gì không? Dạ đóng cửa là em không có kêu. À nhưng mà dạ. Mở cửa chị có hỏi đâu? Dạ có. Mỗi nhà luôn em mới hỏi. Người ta dự định là kêu chị làm cái lo này chị nghĩ sao? Dạ miễn có lo chắc em bán được hơn. Vậy tại hả? Ta, dạ tại ta nghe gao người ta muốn mua gì cái ta cũng ra. Chị nói em chạy vậy không ai hay. À. Dạ. Chị gao là cá tép gao cải hơn mọi dạ. Người mà có tép thì không? Dạ có. Có luôn hả? Dạ. Rồi hộp dịch rồi cũ rồi sao chị không gao hết luôn? Hộp dịch em không có gao. Sao vậy? Em gao cá tép chứ gao cải cho nó dễ. Bởi vì chị à. Gao cá tép là phải không gao thịt ấy phải không? Nhưng mà lần đầu tiên đi bán ngại không? Dạ không em thấy bình thường à. Vậy hả? Dạ. Nhưng mà lỗ chị về chị thấy buồn không? Dạ hôm qua lỗ gì tới 2 giờ em mới ăn cơm. Dạ, dạ. Em về bỏ anh làm gì anh làm. À. Dạ. Vừa mệt mà vừa lỗ nó dạ. Thấy nó buồn quá đúng không? Mà cái phần này là của bên của kênh Úc Đồng Tháp hỗ trợ hôm trước là 100 đô đúng không? Đúng rồi. Của cô gì? À, chị Trần Ngô ở Mỹ chị, à, rồi bây giờ còn được nhiêu? Dạ, sao nhiều ngày buôn bán? Mấy. Ờ vậy là đâu có lỗ nhiều đâu. Chị bán được mấy ngày rồi? Em bán được 6 ngày rồi. 6 ngày còn là được 1.000.000 mấy? Dạ. Còn được 1.000.000 mấy? Còn được 1.800.000. Ồ vậy là đâu có lỗ nhiều đâu. Mới có 6 ngày lỗ mới có 600 mà. Nhưng mà coi như là tiền cá mắm ở trong gia đình cũng được đúng không anh? Thật ra thì khi mà thời điểm đầu bán là phải lỗ, nhưng mà khi mà còn lại thịt cho các bé ăn nè, rồi còn trứng nè, rồi còn rau củ thì mỗi ngày coi như là 100.000 để mà mua đồ ăn cho các bé. Nhưng mà so với ngày xưa á, là chị không có cần là lên mẹ là mượn gạo hay là mượn gì nữa đúng không? Dạ. À, bây giờ cá có sẵn thì ở nhà mình là mình làm lại thôi. Dạ. Đúng không? Rồi bây giờ là có nghĩa là lỗ mình đừng có buồn đó, mà mình lấy đó làm động lực. Dạ. Chứ bây giờ ai mới ra bán cũng lỗ. Ừ. Chứ không phải là riêng gì chị. Nên là nữa là chị cứ yên tâm về mấy vấn đề đó. Quan trọng là mình có đam mê với cái nghề đó và mình có thích nó không. Dạ. Và khi mà lỗ thì mình phải tìm cái cách khắc phục để cho nó từng ngày nó sẽ lời nhiều hơn tí xíu đúng không anh Một Đồng? Hôm qua thì có hai cô lại lựa cá với tép em. Ừ. Em cân xong hết trơn rồi cái mới nói bà thiếu. Ừ. Cái mình nói con không có vốn. Ờ này nhờ cô cô trả tiền mặt giùm. Dạ. Rồi nói người ta cho tiền em đi bán á. Rồi em không có vốn nên không có bán chịu được. Rồi cái bà trả lại. Hai người luôn. Dạ hai người luôn. Rồi lúc đó sao? Rồi ca dạ rồi em đi. À. Dạ rồi cá tép là em đem về luôn, không ai mua nữa chứ. À. Có nghĩa là lại nhà mình mua luôn đúng không? Hay là ở ngoài dạ, đường? Dạ không, ở ngoài đường. Dạ. Thì bán thì bây giờ thật ra thì vốn ít mà bán thiếu rồi riết càng ngày cục vốn luôn. Nên là nữ thôi, khách hàng mình bán lợi ích người ta cũng từ từ người ta hiểu à. Đúng không? Chứ bây giờ mua một ký thịt mà khoảng mấy ký thịt chị bán mấy chục ngàn? Dạ 75. Có nghĩa là lấy chục 70 bán 75 dạ. Lời được 5.000. Dạ. Mà chị bán thiếu một ký thịt là coi như là mấy kia bán hết lời. Ừ. Nên thành nữ khi mà cô bác gần ở tiểu cần ở xã Tập Ngãi này á, mà gặp chị đi mua ủng hộ tí xíu coi như là giúp các bé cho có số tiền đi học ha. Chứ bây giờ thật ra thì không có vốn nhiều mà bán lỗ hoài, một là bán lỗ, hai là bán thiếu nữa, vài bữa chắc xuống không còn đồng nào. Mà may á là 6 ngày chỉ xài được có 600 là còn lợi 1.800.000 nên cô bác anh chị thấy vậy là cũng đâu có lỗ lắm đâu, cũng mới có lỗ hơi à. Ừ. Đúng không? Lỗ ít. À, thấy vợ mình đi bán sót không? Sót. Có hôm qua lỗ mấy. Ừ. À, cô bác của anh chị nói là có một câu mà cô bác của anh chị nói mà cô bác của anh chị không ở địa phương á, không ở đây thì cô bác của anh chị không hiểu được. Hỏi là tại sao anh Cọt không chịu đi bán với số
nói rằng anh Cọt anh lười là biến này kia. Thứ nhất á là chị Hương đi bán thì anh Cọt ở nhà giữ hai bé nấu cơm luôn, cô bán anh chị. Còn thứ hai á, ở đây nhà rất là xa nhau, nhà thưa lắm, mà sống ở trong vườn, những cái khu vườn dừa nè, bán số rất khó, ở một ngày một cái là coi như là không có tiền luôn, nên là nữ bán số nó khó, khó hơn bán rau củ ha. Lâu cho trả nè, lấy là nhiêu mà bán hết, nhưng không bán ôm nhưng không có trả. Đúng rồi, cục vốn luôn á, mà bán trăm tờ giấy số mà ôm mừng tờ là cục vốn. Còn rau cải có thể là bữa nay anh bán được, mai anh bán. Nhưng mà thấy từ ngày bán giờ có đồ ăn nhiều hơn đúng không? Dạ. Hồi trước là em vô em gặp con cá biển mà dân nguyên gia đình, nguyên gia đình mình phải chia. Dạ. Sáng nữa sáng con chiều con đúng không? Có thể ăn nước tương không, với mì với nó không có ăn được. Bây giờ bắt đầu ăn cá thịt được rồi đúng không? Dạ, ăn thịt được. Anh Đồng và các anh có muốn nói gì không? Thật ra là ăn cũng lâu à, tại vì em về em có nhiều công việc đó. Dạ. Nên chuyến sau này em cũng không có xuống được với Bùi Hồ. Dạ. Bữa nay mới xuống thì gặp căn nhà khác lạ thì dạ. Tầm khoảng là một tháng thì mấy anh em của em đến đây. Dạ. Thì sau một tháng thì thấy nơi đây nó khác lạ liền. Một cái căn nhà mọc lên quá là đẹp. Dạ. Khi mà bước vô từ ở trước ra phía sau luôn, đầy đủ nhà cửa rất là, với cái màu gạch nè, với màu la phong rồi gì cũng sáng nữa. Dạ. Nhìn căn nhà rất là nổi. Thì em cũng cận Tết rồi, em cũng chúc anh chị luôn luôn mặn ăn tắn tới nha. Dạ, có được cái căn nhà thì có chỗ tránh mưa tránh nắng rồi, thì cố gắng làm để lo cho các bé đi học về sau. Dạ. Mà bây giờ hồi nãy giờ mấy ảnh buồn anh chị á. Dạ. Mấy ảnh nói là sao nhà mới mà cái thời gian của mình nó cũ quá. Cái đồng hồ đó kìa. Dạ. Sao không mua cái đồng hồ khác đi tiết kiệm. Cái còn xài được. Em thấy nó còn xài được. Vậy hả? Dạ. Nói vậy chứ mai mốt gì đó mua một kiếm một cái đồng hồ nào đó cho tường gần gần chỗ chỗ cái cửa phòng đi vô nè. Gắn trước này nè. Nó không có nhiêu tiền hết á, mà nhà mình đẹp quá, cái đồng hồ thật ra thì mình ở đây mình không có phí cái nào xài được thì nó thì mình cứ giữ. Tuy nhiên cái đồng hồ đó thật ra thì bây giờ nguyên nhà quá đẹp, nhìn đồng hồ quá xấu. Cái đồng hồ đó chị giờ ra chỗ nấu ăn á, chị treo ngay chỗ nấu ăn á. Treo ở đằng sau chỗ nấu ăn á. Nấu ăn coi giờ rồi gì này nọ. Còn cái đồng hồ mới mua nó khoảng chừng mấy chục ngàn à. Bây giờ đồng hồ treo tường này nó rẻ lắm, không bao nhiêu á. Nên là nữa thôi, mình cứ trang mua trang trí tí xíu cho trong nhà mình đẹp cho nó hoàn hảo. Dạ. Thật ra là mấy anh không có buồn, nhưng mà mấy anh tự nhiên cái mấy anh thấy thương. Dạ. Thương là thương thật, vì biết tận dụng những cái cũ mà còn sử dụng được để mà đem vào cái ngôi nhà này để đỡ tốn tiền trong cái thời gian sinh hoạt sắp tới. Dạ. Tại vì anh chị cũng hiểu rằng là Mạnh Đường Quân thì cũng còn gặp gỡ và giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn khác nữa. Rồi chị sau này thì cũng phải, khi mà được giúp đỡ cũng phải tận dụng cái số tiền được giúp đỡ đó, còn phải sinh sống làm ăn. Nên cái nào xài được thì xài. Và thậm chí là Bùi Hồ có chuyển cho chị 3 triệu á, để mà chị mua hai cái nệm á. Dạ. Không có dám điện cho Bùi Hồ, không dám điện cho mấy anh em luôn. Rồi cái nói ngủ, hỏi ngủ ở đâu chị, ngày dọn nhà mới ngủ ngon không, nói dạ ngủ ngon, mấy đứa ngủ dưới gạch nó nằm lạnh nó phái lắm anh. Chị nói vậy đó, nhưng mà thật ra nằm ở dưới này ban ngày thì nó mát, tuy nhiên là tối lên á là hơi ẩm của xi măng nè, rồi của hồ lên là các bé dễ rất là dễ bị bệnh, và đặc biệt là bệnh về phổi á. Nên là nữ là cứ chuyển cho chị 3 triệu, nhưng mà chị mua có 1,5 triệu, còn lại 1,5 triệu chị trả lại. Có mua gói không chị? Dạ không. Mua 2 tấm nệm. Dạ. Em mua 2 tấm nệm không ạ? À? 2 tấm ga. 2 tấm ga người ta tặng. À. Dạ. Ừ. Đó nên là nữ là thấy tiết kiệm ha. Cô bác anh chị thấy rất là tiết kiệm và rất là thương. À. Anh chị có muốn nói lời nào với lại Mạnh Thường Quân không? Dạ. Em cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ gia đình con được căn nhà. Cảm ơn. Dạ. Em cũng cảm ơn anh Hồ, anh Đồng, anh Út với anh Tâm đã chia sẻ, kết nối cho em được cái căn nhà. Em cảm ơn. Anh Cọt. Dạ, cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân đỡ và chồng con. Lộc ơi, con có nói lời nào với cô chú không? Dạ, em xin cảm ơn mấy cô chú Mạnh Thường Quân đã cho con được căn nhà. Rồi con có hứa là sau này học giỏi lên hay như thế nào không? Hứa con gắng học sao? Con cố gắng học sao? Sau này con cố gắng con học.
và giỏi được không? Để lo cho cha mẹ. Ừ. Đó đi con. Hơi bị gục ghè tí xíu. À, chị. Dạ. Ơi, bây giờ mình còn thấy còn khó khăn gì nữa không? Dạ giờ em có cái nhà em lo đi làm. Nhưng mà sao em thấy chị á là nói chuyện với mấy anh em là chị muốn gưng gưng nước mắt vậy á? Dạ tại em mừng, em vui quá. Chị mừng quá nên thành ra là chị không biết nói gì luôn. À, tí xíu nữa đây thì Bùi Hồ sẽ công bố danh sách số tiền của Quỹ Mạnh Thường Quân hỗ trợ ha. Còn bây giờ thì các anh cũng đang chính quyền địa phương ngày hôm nay thì có sự đến đây thì có sự tham gia dự của anh trưởng ấp là anh Trong, trưởng ấp với lại anh Việt là phó chủ tịch xã Tập Ngãi, anh Trong là ấp cây ổi đúng không? Dạ. Trưởng ấp cây ổi, và mình sẽ gặp các anh tí xíu để mà mình nói với chính quyền để mà bàn giao ngôi nhà cũng như là cho anh chị vô ở ha. Với cô bác của anh chị ngày hôm nay thì các anh em cùng xuống đây để mà bàn giao cái ngôi nhà cho gia đình của anh Cọt và chị Hương. Một cái gia đình phải nói rất là khó khăn khi mà trong thời gian dài khoảng 10 năm thì gia đình phải sống trong một cái ngôi nhà khá là tạm bợ. Và sau khi được đăng đoạn clip lên đó thì cũng được Quỹ Mạnh Thường Quân chung tay giúp đỡ, thì cũng có thông qua với chính quyền địa phương là ở chỗ anh Trong là đại diện của ấp cây ổi xã Tập Ngãi huyện Tiểu Cần của tỉnh Trà Vinh, cũng như là anh Việt là phó chủ tịch xã Tập Ngãi huyện Tiểu Cần của tỉnh Trà Vinh ngày nay tham gia dự đầu tiên á, thì em xin thay mặt cho Quý Mạnh Thường Quân á cảm ơn hai anh đã luôn quan tâm đến những cái hoàn cảnh như là của anh với chị, anh với chị Hương ở đây để mà hỗ trợ cho đội của em á trong thời gian lưu trú ở tại cái địa phương của mình đó, đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các anh em để có thể mà hỗ trợ các nhà cho chị Hương. Cảm ơn các anh rất là nhiều, và cũng gần Tết thì chắc có lẽ là em chúc cho các anh cùng với lại hai anh cùng với lại gia đình luôn sức khỏe dồi dào và thành công trong công tác ha anh. Dạ, và chắc có lẽ là cho em xin phép em ngồi để mà em đọc cái danh sách số tiền của Mạnh Thường Quân á để hỗ trợ cho gia đình của chị Hương với anh Cọt ha. Và chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ xin công bố danh sách cái số tiền Mạnh Thường Quân hỗ trợ gia đình của chị Hương ở Tiểu Cần Trà Vinh ha cô bác anh chị. Một là anh An ở Bạc Liêu là 500.000 đồng. Hai là gia đình anh Vũ, chị Thì là thợ sắt ở Thanh Bình, Đồng Tháp là 1 triệu đồng. Ba là cô Julie Hoàng ở Mỹ là 1.500 USD, tương ứng là 36.750.000 đồng. Trong đó thì 100 USD Bùi Hồ đổi ở thời điểm hiện tại là 2.450.000 đồng. Bốn là cô Thảo ở Mỹ là 2.406.000 đồng. Năm là anh giấu tên là 2 triệu đồng. Sáu là Lê Minh Triết là 500.000 đồng. Bảy là chị Annie ở Úc là 50 triệu đồng. 8 là cô Úc ở quận 3 Sài Gòn là 1 triệu đồng. 9 là chị Dung Lê ở quận 4 là 500.000 đồng. 10 là anh Chuyên chị Minh ở Mỹ là 1 triệu đồng. 11 là Mai Chiếm là 500.000 đồng. 12 là Hương Linh Thiện Phước là 500.000 đồng. 13 là chị Quyên ở Càng Long Trà Vinh là 11.500.000 đồng. 14 là chị Vân Trần ở Mỹ là 2.410.000 đồng. 15 là chị Duyên ở Úc là 3 triệu đồng. 16 là ông Việt và bà Hiền ở bang Texas của Mỹ là 1.220 USD. Và trước đó thì Bùi Hồ đã gửi 20 USD cho chị trước để chị có thể nấu ăn để cho các anh thợ hay mua bữa cơm có thịt cho các bé đó. Thì còn lại là 1.200 USD là tương ứng với lại 29.400.000 đồng. 17 là anh Sonnet là 2.450.000 đồng. 18 là Diễm Trang Trần là 2.400.000 đồng. 19 là Huy Phạm là 300.000 đồng. 20 là má Hạnh Kim Vi là 300.000 đồng. 21 là anh Tính Phan là 300.000 đồng. 22 là chị Yến Phan là 300.000 đồng. 23 là Châu Lê là 300.000 đồng. 24 là Linh Phạm và chị Hạnh là 300.000 đồng. 25 là Quanh Phan là 300.000 đồng. 26 là chị Hà Trần là 300.000 đồng. 27 là em chị Châu Lê là 1.200.000 đồng. 28 là chị Hoa là 500.000 đồng. Tổng cộng cái số tiền mà ủng hộ cho gia đình của chị á đến thời điểm hiện tại là 151.916.000 đồng. Và đó là tiền mà tiền Việt em đã quy đổi ra hết.
Và bà Mã Xuyến ở Mỹ có gửi cho chị, nói với em là giữ cho chị 100 đô để mà chị làm lọc, là 100 đô tí xíu nữa em sẽ trao cho chị luôn. Và đó là cái phần mà danh sách mạnh thường quân đã hỗ trợ cho gia đình của anh với lại chị. Tiếp theo thì chắc có lẽ là em sẽ công bố cái chi tiêu để mà cái phần cắt nhà của anh với chị á. Một á, là anh Vũ thợ sắt là 58 triệu đồng. Hai là la phong của anh Hải là 6 triệu đồng. Ba là anh Hợp. Thì tổng cộng phần của anh Hợp là 75 triệu đồng. Thì trong đó gồm có điện là 3 triệu 500 nghìn đồng, nước là 1 triệu đồng, phần cất nhà kể cả là bê rồi dán gạch đồ hết luôn là 70 triệu 500 nghìn đồng. Vậy thì tổng chi ra là 139 triệu đồng. Và em có gửi cho chị là 3 triệu đồng để mua hai cái nệm. Dạ. Và số còn lại là chị nói gửi cho Bùi Hồ 1 triệu 500 nghìn đồng. Chị mua hai cái chỉ có 1 triệu rưỡi thôi. Thì Bùi Hồ nói chị cứ giữ đó luôn đi. Vậy thì tổng nhận cái số tiền của Mạnh Thường Quân là 151 triệu 916 nghìn đồng. Còn lại là 9 triệu 916 nghìn đồng. Có nghĩa là 151 triệu 916 nghìn đồng trừ đi cho 142 triệu đồng thì còn lại là 9 triệu 916 nghìn đồng. Đây là số tiền chắc có thể là đủ cho chị cùng gia đình đón Tết cũng như là làm vốn trong thời gian sắp tới ha, ha chị ha. Và chắc có lẽ là em sẽ gửi tiền cho chị luôn. Đây. Số tiền của chị còn lại là 9 triệu 916 nghìn đồng thì em sẽ gửi cho chị chẳng là 10 triệu đồng ha. Đây, chị nhận giùm em. Và tiền bà Mã Xuyến có lì xì để làm cái lọc là 100 đô. Thì cái này là em gửi cho chị coi như là giữ làm cái lọc. Khi nào gặp khó khăn nhất thì hãy đến ngân hàng á. Thì mình có thể mình đổi ra để mà mình sử dụng. Nhưng mà em mong rằng đây là cái tờ tiền mà chị sẽ không bao giờ sử dụng đó. Tại sau này là khi được giúp đỡ thì chị sẽ thoát khó khăn rồi. Chị có nói lời nào với Mạnh Thường Quân một lần nữa không chị? Dạ, con cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ mình cho vốn con làm ăn. Con cảm ơn. Anh cột đi. Dạ, con cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ vợ chồng con cũng rất nhiều. Và chắc có lẽ là sẽ mời anh Trong cũng như là anh Việt sẽ có đại diện cho chính quyền địa phương tại địa phương của mình để mà có đôi lời với lại quý Mạnh Thường Quân cũng như nhà hảo tâm ha. Em mời anh. Tôi cũng thay mặt chỗ địa phương trước mắt là cũng cảm ơn chỗ anh Tâm và nhóm YouTube của Bùi Hồ đã quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ cho anh Cọt và cho chị Hương có được nhà khang trang như ngày hôm nay. Và cũng bên cạnh đó cũng rất cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ ủng hộ về mặt vật chất và tinh thần của quý Mạnh Thường Quân đã ủng hộ để cho anh Cọt và chị Hương để có căn nhà như hôm nay. Và đồng thời cũng chúc quý Mạnh Thường Quân dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Và bên cạnh đó cũng có đôi lời nhắn nhủ đối với gia đình mình của anh Cọt và chị Hương. Thì sau khi có được căn nhà khang trang, chúng ta cũng cố gắng làm ăn để vươn lên thoát nghèo và bền vững. Một lần nữa xin cảm ơn quý Mạnh Thường Quân đã quan tâm và mong rằng quý Thành Mạnh Thường Quân sau này tạo mọi điều kiện để giúp đỡ cho những địa phương, nhất là ở địa phương tôi là có những hoàn cảnh khó khăn để có được những cái căn nhà, những cơ ngơi để an tâm lao động sản xuất. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Có lẽ là để mời anh Việt ha. Dạ, dạ rồi cũng cảm ơn anh cũng như là cảm ơn chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho anh em của tụi em trong thời gian lưu trú tại địa phương của mình để mà có thể chung tay với nhau để giúp đỡ cho gia đình của anh Cọt và chị Hương. Một lần nữa thì thay mặt cho tất cả quý anh chị Mạnh Thường Quân cũng như là các anh em, cảm ơn anh, chúc các anh cùng gia đình luôn có sức khỏe dồi dào, thành công trong công tác ha. Dạ, cảm ơn anh. Cho anh kênh Út Đồng Tháp á. Dạ. Thì cô em bây giờ gửi cho anh chị Cọt với lại chị Hương á. Hai chai dầu. Sức xoa dịu những nỗi buồn. Nhưng mà ba cái lỗ hả chị Hương? Dạ. Thôi em cũng không biết nói gì hơn. Thì em cũng chúc cho gia đình của chị có được cái mái ấm của riêng mình. Và em cũng hy vọng sau này cái công việc của chị buôn bán được thuận lợi hơn để đảm bảo cái cuộc sống. Và năm mới em cũng chúc cho gia đình của chị
được dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, làm ăn phát tài ha chị. Dạ, đúng rồi. Dạ. Rồi thì em cũng thay lời các anh em cũng chân thành cảm ơn quý nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân đã chung tay giúp đỡ gia đình anh Cọc đến thời điểm này. Thì cho cũng gửi lời chúc đến tất cả quý ông bà cô chú anh chị cùng quý nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân với lại hai anh ở đây cùng gia đình anh Cọc thì được nhiều sức khỏe, an lành, an lạc và bình an trong cuộc sống ha. Dạ, rồi cảm ơn hai anh rất là nhiều. Cho em bắt tay, hai bạn anh em bắt tay anh. Dạ, cảm ơn anh. Hôm nay là ngày chủ nhật nha. Hay ngày không phải là ngày làm việc mà các anh cũng sắp xếp cái công việc để mà đi đến thăm và những cái buổi như thế này. Cảm ơn rất là nhiều. Và một lần nữa thì Bùi Hồ cũng thay mặt gia đình của anh chị cũng như là chính quyền địa phương á, cảm ơn tất cả cô chú, quý anh chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm một lời chúc sâu sắc nhất và mong rằng á là cô chú anh chị sẽ luôn có sức khỏe dồi dào và hỗ trợ những cái hoàn cảnh như thế này. Xin chào và hẹn gặp lại ha.